Biểu tượng đặc trưng của Việt Nam chúng ta là chiếc áo dài truyền thống khi nhắc đến Việt Nam. Vì vậy, chiếc áo dài đầu tiên và xuất phát từ thời nào? Thì chiếc áo dài đầu tiên của chúng ta là chiếc áo nối lĩnh được xuất phát vào thời Chúa Nguyễn Khoác. Và thời này thì do có nhiều cải cách về trang phục nên chiếc áo dài nối lĩnh hay còn biết là giao lĩnh đã xuất hiện. Chiếc áo dài này được may rộng, xẻ hai bên hông và cổ tay rộng, thon thì trong đó. Chiếc áo này được may thành bốn tà và vì sự hoạt động, sự lao động của người phụ nữ thời bấy giờ nên chiếc áo dài này được may lại là xẻ hai tà trước và hai tà sau nối liền với nhau. Chiếc áo này được mặc cùng với giấy hương màu và váy đen. Thì sau đây là sẽ tiếp đến là áo tứ thân, ngũ thân. Chiếc áo dài, hai chiếc áo này được ra đời vào thời vua Gia Lĩnh. Hai chiếc áo này được may nhằm để tạo ra sự cách biệt của gia cấp quý phái và tầng lớp nông dân. Thì chiếc áo tứ thân khá giống với chiếc áo Gia Lĩnh là nó có bốn vạt áo được may như áo dài. Còn chiếc áo ngũ thân thì nó có 5 thân, 5 tà và hai vạt nối với nhau nhờ gỗ cao tầm 2-3cm và được gắn bằng 5 khuy. Nhưng mà thời bây giờ thì người nữ chỉ cài 4 khuy nhằm để khoe cổ cao 3 lớp. Vì thời này chiếc cổ cũng như là vẻ đẹp của người phụ nữ rất được là chú trọng. Thì sau đây là chiếc áo dài Lê Vương của họa sĩ Cát Tường vào năm 1939. Chiếc áo dài Lê Vương này là có tay thẳng thì nhỏ, thân chặt chấm trước và được và phần cổ được mở sang hai bên sườn. Chiếc áo dài này mặc dù là nó không hình thành thời bấy giờ nhưng mà nó đã tạo nên sự thay đổi về trang phục, về tư duy của người dân bấy giờ. Chiếc áo dài Lê Cổ là được là chiếc áo dài cách tân từ chiếc áo dài Lê Vua. Chiếc áo dài này là chiếc áo dài mẫu nguyên gốc của những chiếc áo dài hiện đại thời nay. Chiếc áo này được lấy những yếu tố trang phục dân tộc của áo tứ thân, ngũ thân tạo nên một cái cổ áo cổ kính và phần thân áo thì được ôm sát tới phần cuối thì nó được xè ra bay tự do. Và sau đây mình cũng xin giới thiệu vài mẫu áo dài như áo dài Răng Lan. Áo dài Răng Lan có một điểm nổi bật là phần nối tay với cổ. Thì áo dài này được nối tay với cổ một góc 45 độ. Đây là điểm đặc biệt mà không một áo dài nào có ngoài chiếc áo dài Răng Lan này. Và vào những thập niên 60 của thế kỷ 20 thì đã có chiếc áo dài Bà Nhung. Chiếc áo dài Bà Nhung này được khoét ở phần sườn tạo ra một cái điểm đặc biệt hay còn được biết đến là áo cổ thuyền. Chiếc áo này được rất nhiều quý bà thời đấy ưa chuộng vì sự quý phái, sang trọng. Và chiếc áo này cũng là những chiếc áo mà đặc trưng của Việt Nam chúng ta thời bấy giờ. Và sau đây là chiếc áo chiếc eo. Chiếc áo chiếc eo được xuất hiện nhằm để tôn lên phần eo và phần ngực của người phụ nữ. Chiếc áo này dài đến mắt cá chân, tay thẳng. Chiếc áo này nó đặc điểm là ở phần eo nó được siết chặt vào và tạo và để cho tôn lên cái phần eo của người phụ nữ, khiến cho đường cong của cơ thể của phụ nữ được phô bày ra, được chiêm ngưỡng. Thì đã qua những chiếc áo dài thì sau đây là chiếc áo dài hiện đại được may trên cơ sở của chiếc áo dài Lê Cổ. Thì chiếc áo dài hiện đại của chúng ta có thể thấy là nó khá giống với chiếc áo dài Lê Cổ. Chiếc áo dài này được xuất hiện nhằm để khẳng định lại trang phục truyền thống của
biết chiếc áo dài là trang truyền thống. Nó giúp cho người phụ nữ tôn lên vẻ quý phái, sang trọng và thùy mị. Vì vậy chúng ta nên tuyên truyền, quảng bá để cho mọi người, những nước bạn láng giềng để có thể biết đến và văn hóa của Việt Nam chúng ta. Thì sau đây cảm ơn các bạn đã lắng nghe.